Chiều nay sân cỏ Việt Nam lại sôi động với những trận đấu của vòng 7 V-League. Đội bóng mới lên hạng Khánh Hòa đang là một trong những bất ngờ thú vị nhất cho đến thời điểm hiện nay của mùa giải. Sau hai trận đầu mùa toàn thua và bị coi là ứng cử viên hàng đầu cho tấm vé trở lại với giải hạng nhất thì Khánh Hòa đã bất bại trong cả 4 trận tiếp theo. Và chiều nay, trước một SHB Đà Nẵng đang sa sút thì câu lạc bộ Khánh Hòa lại có cơ hội làm vừa lòng người hâm mộ bằng chiến thắng đầu tiên trên sân nhà của mình. Thưa quý vị khán giả, trận đấu giữa câu lạc bộ Khánh Hòa và SHB Đà Nẵng được gọi là trận đấu của những lần đầu tiên. Đội chủ nhà câu lạc bộ Khánh Hòa đang chờ đợi chiến thắng đầu tiên trên sân nhà 19 tháng 8. Còn với đội khách SHB Đà Nẵng, đội bóng này cũng đang rất chờ đợi chiến thắng đầu tiên sau 7 vòng đấu ở mùa giải năm nay. Và trận đấu giữa câu lạc bộ Khánh Hòa và SHB Đà Nẵng cũng là trận đấu đầu tiên mà các trọng tài ngoại tham gia làm nhiệm vụ ở V-League 2023. Bên cạnh sự thiếu may mắn thì SHB Đà Nẵng chỉ có thể tự trách mình khi bỏ lỡ những cơ hội 10-10, đặc biệt là quả phạt đền ở phút 53. Không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn, các vị khách đã phải trả giá khi để Muasi đem về bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp câu lạc bộ Khánh Hòa có được trận thắng đầu tiên trên sân nhà 19 tháng 8 Nha Trang. Trận thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Võ Đình Tân nâng chuỗi trận bất bại lên con số 5, đồng thời tạm vươn lên đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng.